quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước Nga ven sông.
Mọi người được gửi tới tất cả quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể dòng tộc họ Nguyễn Văn một lời chào, lời chúc đầy ý nghĩa, chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể dòng tộc nội ngoại Nguyễn Văn, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, với tấm lòng hiếu kính tri ân của mọi người, đâu đâu cũng có phong trào trùng tu và xây dựng đền, đình, chùa, năng mộ tổ và các nhà thờ họ. Đây cũng là một trong những nét đẹp văn hóa, một chuẩn mực của thuần phong mỹ tục về đời sống tâm linh của người dân Việt Nam chúng ta. Người xưa có câu, cây sinh ngàn nhánh do từ gốc, nước chảy muôn phương bởi có nguồn. Được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền khu dân cư Hữu Lộc, được sự đồng thuận đoàn kết nhất trí của con cháu dòng tộc họ Nguyễn, cùng nhau chung tay góp sức xây dựng nhà từ đường dòng tộc họ Nguyễn đẹp đẽ và khang trang như ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong không khí vui mừng phấn
khởi ấm áp tình người, với lòng thành kính sự biết ơn sâu sắc tổ tiên ơn đức công đức. Hôm nay các con các cháu dòng tộc họ Nguyễn Văn đã tụ hội về đây để kính cẩn dâng hương, long trọng tổ chức khánh thành nhà thờ Từ Đường dòng tộc Nguyễn Văn. Trước tiên, thay mặt ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị đã trở về chung vui cùng dòng tộc chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị, về sự khánh thành nhà thờ Từ Đường dòng tộc họ Nguyễn ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu chính quyền khu dân cư Hữu Lộc về dự và chung vui cùng dòng họ. Một ông Hoàng Văn Long, phó bí thư chi bộ khu dân cư Hữu Lộc. Hai ông Nguyễn Huy Cẩn, phó khu dân cư của khu dân cư Hữu Lộc. Vâng, xin cũng được chào đón tất cả quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các cụ các công các bà cùng các thành viên con cháu trong họ nội họ ngoại dòng tộc Nguyễn Văn đã về dự đầy đủ trong buổi lễ cắt băng khánh thành nhà thờ Từ Đường họ Nguyễn Văn trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong buổi sáng phấn khởi tưng bừng hôm nay thì có lãng hoa với tấm lòng thành kính để trở về với buổi lễ ngày hôm nay, thì xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Cúc sẽ nên đón nhận những tình cảm đặc biệt của các quý vị, sẽ có những lãng hoa với tấm lòng để về dâng lên trong buổi lễ khánh thành nhà các văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Văn trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ạ. Vâng, là xin được cảm ơn đáng hoa trung tâm đáng hoa của hội xóm để cùng chúc mừng cho ngày lễ cắt băng khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Văn trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Theo chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, vâng, xin mời ông Cúc sẽ cùng về an tọa trong khi chờ đợi những đám hoa tiếp theo. Tiếp theo chương trình, xin được ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Thư thay mặt cho dòng tộc Nguyễn Văn lên báo cáo xây dựng Từ Đường dòng tộc họ Nguyễn. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa ban lãnh đạo đảng chính quyền cơ sở khu dân cư Hữu Lộc, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các cụ, các ông, các bà, là trai, là gái, là dâu, là rể, là con, là cháu, là chắt, cùng các thành viên nội ngoại họ Nguyễn Văn. Lần đầu tiên, cho phép tôi xin gửi tới ban lãnh đạo đảng, chính quyền, cơ sở, khu dân cư Hữu Lộc, xin gửi tới các đại biểu khách quý, xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, các thành viên nội ngoại dòng tộc Nguyễn Văn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay trong không khí tưng bừng phấn khởi mừng dòng họ chúng ta thực sự bước sang một trang mới, một dòng họ thực sự đoàn kết và vững mạnh. Chúng ta đang đứng trước nhà thờ cụ tổ trang nghiêm và tráng lệ, tự hào và xúc động. Chúng ta bồi hồi tưởng nhớ đến công ơn trời biển của tổ tiên và ông cha qua bao đời gây dựng để lại cho muôn đời con cháu, qua các thế hệ nối tiếp nhau phát triển và mãi mãi trường tồn. Hòa chung niềm vui ấy, hôm nay dòng họ Nguyễn Văn chúng tôi long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà thờ họ để tưởng nhớ, để tưởng niệm ngày giỗ cụ tổ vào ngày 18 tháng giêng âm lịch hàng năm. Quê gốc của cụ ở thôn Háng Đà, xã Quảng Lãng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Háng Đà, Quảng Lãng, cụ về đây Hữu Lộc, Văn An chính đất này, cụ đã dựng xây thành lập họ chín đời tổ tộc Nguyễn hôm nay. Cụ tổ Nguyễn Văn Thuấn và bà Nguyễn Thị Nhiêu sinh được 6 người con. Nguyễn Thị Tý đẻ ra cụ Vệ Cấp, ông Vĩ, bà Vân. Cụ Nguyễn Văn Thứ đẻ ra ông Nguyễn Văn Sung, ông Nguyễn Văn Doanh,
cụ Nguyễn Văn Ngự đẻ ra ông Nguyễn Văn Lai, ông Nguyễn Văn Chu, cụ Nguyễn Văn Ngôn đẻ ra ông Nguyễn Văn Ngữ, bà Nguyễn Thị Thiếp, cụ Nguyễn Văn Phó đẻ ra cụ Nguyễn Văn Học, ông Nguyễn Văn Vấn và bà Nguyễn Thị Lô, cụ Nguyễn Văn Kiển đẻ ra cụ Nguyễn Văn Du. Đến nay dòng họ Nguyễn Văn có 6 chi, 70 hộ và 315 khẩu, được sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí của các cụ, các ông, các bà, con cháu và các thành viên trong dòng họ, nhất là trưởng họ thừa trọng tôn ông Nguyễn Văn Phúc, gia đình ông đã tình nguyện hiến đất cho họ để làm nhà thờ. Bằng sức người, sức của, bằng những tấm lòng có tâm có hiếu của các thành viên nội ngoại họ tộc đã cùng nhau xây dựng, xây nhà từ đường theo lối kiến trúc kim cổ ba gian thông hướng nam, có diện tích 65 m² với kiến trúc 7 bậc, với diện tích sân 45 m², cổng tường khép kín nằm trọn trong mảnh đất của ông trưởng họ. Nguồn đã đổ trăm sông về biển cả, đã bao đời dòng máu họ không tan, tan ngược dòng lần theo dấu thời gian, dòng tộc họ thấm vào da thịt. Những người con ưu tú của dòng tộc đã bị mất không còn, những các thế hệ nối tiếp nhau muôn đời phát triển và mãi mãi thịnh cường, biết kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, đoàn kết cùng nhau viết lên những trang vàng phả sử vàng của gia tộc. Chúng ta muôn vàng cảm ơn tổ tiên đã linh ứng độ trì ban nguồn hồng ân diễu phúc để con cháu hậu duệ nối tiếp muôn đời phát triển và mãi mãi trường tồn. Ngược dòng thời gian, chúng ta về với cội nguồn, về với một làng Háng Đà, xã Quảng Lãng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Kinh Bắc, nơi tổ tiên dòng họ Nguyễn Văn chúng ta từ đó, cụ thủy tổ chúng ta sinh được 5 người con, phân chia thành 5 ngành. Ngành trên là cụ Nguyễn Văn Thứ ở Bình Giang, phả lại, ngành dưới là cụ Nguyễn Văn Thuấn ở Yên Lộc, Văn An, nơi đất lành chim đậu. Hai cụ đã về đây để sinh cơ lập nghiệp qua 8-9 đời các thế hệ con cháu nối tiếp nhau, cần cù chịu khó, đoàn kết một lòng xây dựng dòng tộc quê hương. Hữu lộc muôn đời dân phát lộc, Văn An vạn thùa đất đẹp giàu. Kính thưa các đại biểu khách quý, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Đảng và chính quyền cơ sở khu dân cư Hữu Lộc. Chúng tôi xin cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng của các ông, các bà, các cháu và các thành viên nội ngoại họ tộc, các tập thể và các cá nhân đã hảo tâm công đức để xây dựng nhà thờ họ. Chúng tôi xin kính đội ơn quê hương Hữu Lộc, Văn An, quê hương Bình Giang phải lại đã tạo dựng cho dòng họ Nguyễn Văn chúng tôi một chỗ đứng vững mềm, luôn được sự chở che, linh ứng của thành hoàng, làng tôn kính, cao sơn thượng, đảng thần, dòng tộc Nguyễn Văn chúng tôi được toàn tài phúc lộc, ngày càng toàn kết, phát triển và mãi mãi trường tồn. Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý lời chúc phúc lộc tài an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Thư và Văn Long, đại diện cho chính quyền khu dân cư Hữu Lộc lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa toàn thể gia tộc Nguyễn Văn, hôm nay tôi rất vinh dự và vui mừng, phấn khởi được đại diện cho lãnh đạo khu dân cư Hữu Lộc về chung vui với gia tộc Nguyễn Văn, ông trưởng tộc Nguyễn Văn Cúc. Khu dân cư Hữu Lộc nhằm ngày 11 tháng 12 năm 2002, ngày 18 tháng 11 năm Nhâm Dần, long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ họ sau quá trình xây dựng từ đường bằng công sức tiền của đóng góp của các gia đình và các thành viên trong họ. Kính thưa các quý vị đại biểu, công trình nhà thờ
gia tộc Nguyễn là công trình bền đẹp, có tính thẩm mỹ cao, uy nghi, bề thế, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân của gia tộc, đồng thời cũng là điểm tụ họp gia tộc trong những ngày đại lễ, ngày giỗ trọng của các bậc tiền nhân, là nơi hội tụ mỗi dịp Tết đến xuân về, các thế hệ con cháu của gia tộc dâng nén tâm nhang tỏ lòng thành kính với gia tiên, những việc vui, việc buồn, hiếu hỷ, cầu khẩn các bậc tiền nhân phù hộ độ trì, che chở cho con cháu trong gia tộc luôn đoàn kết, bình an, kinh tế phát triển, học tập tiến bộ, phát tài phát tâm, tiếng thơm lưu truyền muôn đời sau. Kính thưa quý vị, để công trình được trường tồn với thời gian, thực sự là nơi tâm linh, nơi hợp tụ của gia tộc, thiết nghĩ mỗi thành viên trong gia tộc phải trân trọng giá trị công trình. Với sự dẫn dắt của các cao niên trong gia tộc, hướng dẫn con cháu lễ lễ gia phong, kính lão biết trân trọng nghĩa tình, biết chia ngọt xẻ bùi, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế gia đình. Có thể được thì lên xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài của dòng họ để khuyến khích, ghi nhận động viên con cháu chú trọng học hành, trở thành công dân có kiến thức, có khoa học, góp phần xây dựng gia đình, quê hương phát triển giàu đẹp. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo khu dân cư Hữu Lộc, tôi xin trân trọng ghi nhận và biểu dương đóng góp về mọi mặt của các gia đình để chung tay xây dựng lên công trình từ đường gia tộc Nguyễn uy nghi và bề thế. Trước khi ngừng lời, tôi xin gửi tới các cao niên, các quý vị toàn thể gia tộc kính chúc lời sức khỏe, đoàn kết. Xin chân thành cảm ơn. Xin được tiếp theo chương trình, phần thức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Đường và ông Nguyễn Văn Bách đại diện cho dòng tộc Hồng Nguyễn. Hai ông lên sân khấu cùng đánh những hồi trống, những hồi chiêng để khai mở trong buổi lễ hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai ông. Thank you.
xăng xong thì sẽ nổ pháo để chúc mừng. Từ 1, từ 10 trở về 1 thì chúng ta sẽ cùng cất. Xin mời các ông cầm kéo và cùng cất ạ. Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Xin mời chúng ta vỗ tay đi ạ. Nổ pháo đi nào. Rất trọng kính mời Nguyễn Văn Bách sẽ lên đại diện cho dòng tộc. Cảm ơn các quý vị đã cùng về dự vừa trong buổi lễ phát thanh ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền cơ sở, khu dân cư Hiếu Lộc, lòng ân sủng của các vị đại biểu khách quý, bà con muốn đón các cụ, các ông, các bà, các thành viên nội ngoại gần xa của dòng họ.
chúng ta cùng đến với con cháu của bà Quả cũng có lễ vào dâng hương trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, xin được thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời.